Thường thường cái khi mà cái mắt cá bệnh á, mắt cá là cái gì? Mắt cá là cái khớp, cái mắt bên bên phải bị phải không? Thì nó đứng, em đứng vậy nè, thường thường nó hay lật quay vậy, nó đau này, bắt lật quay vậy đau này. Thấy không? Thì khi em tập muốn chữa cái hai cái lật, hai cái mặt hai bên này, thì em phải đứng này, cái này mặt trong, thấy không? Thì em dồn cái lực qua bên đó nhiều hơn bên này. Khi em đứng làm ăn á, đứng chịu qua bên đó nhiều để máu nó xuống bên đó. Đó, thì mà cái chân đứng đó thì cái chân bên bên này á, em sẽ lật 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 qua hoặc lật lại nhiều hơn cái chân mà đang bị á. Ví dụ anh đứng nhà đang nấu nướng ha, thấy nó đau thì lật đó, nó vậy. Đó thì em phải lật qua lật lại. Thì em phải em chịu cái trọng lượng qua thôi chứ đâu có gì, mà cái chân mình phải đứng dậy để cho nó không có đi qua cái mắt cá mà đi thẳng xuống bằng cái mép này. Thì lý do là muốn chữa cái mắt cá là phải máu đi xuống cái bàn chân chứ không phải đi vô cái mắt cá. Mình nghiêng cái này cho máu nó đi xuống cái bàn chân, mà ghi bàn chân thì nó qua nó nuôi cái mắt cá, chứ không bắt mắt cá tập để máu đi thẳng xuống chân không thông qua mắt cá. Tức là giống như là hai cục đá mà chồng với nhau này, đâu cần nó lòi ra rồi vô thẳng thẳng được mà. Thì mình phải xếp xếp cái mắt cá mình, nó né cái đường lực đi ngang mắt cá mà đi xuống bằng chân thôi, thì cái bằng cái mắt cá hết vậy đó.